Tất cả các ngày trong tuần, lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đều rất đông. Tin tưởng, yên tâm và thoải mái là cảm nhận của người nhà và bệnh nhân khi đến điều trị tại đây. Sự cởi mở, nhiệt tình và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện đã xóa đi khoảng cách giữa thầy thuốc với người bệnh. Sự đón tiếp nhiệt tình của nhân viên cũng như cán bộ lãnh đạo trong cơ quan rất chu đáo, từ cách khiêu khu mổ để đưa đón bệnh nhân, đến nói chung đến chăm sóc để về các y sĩ, bác sĩ chăm sóc trong những ngày tôi đến ngày thứ ba rồi. Tôi có cảm thấy là rất là yên tâm về cái nghề nghiệp vụ của y bác sĩ ở bệnh viện. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương cho rằng những chuyển biến tích cực và kết quả nêu trên có nguyên nhân quan trọng từ việc tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đồng thời ban hành các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện của từng khoa phòng, từng cán bộ đảng viên và người lao động. Trong đó, đơn vị tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho nhân dân. Bệnh viện cũng đã thành lập tổ công tác xã hội để hỗ trợ bệnh nhân khi đến khám và chữa bệnh. Sau một cái thời gian 6 tháng đi vào hoạt động, thì chúng tôi thấy rằng là nó cải thiện được rất nhiều cái khâu tiếp đón, hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh tại khoa khám bệnh và các cái khoa cận lâm sàng, làm cho người bệnh hài lòng hơn và người ta yên tâm hơn với lại cái phục vụ của bệnh viện. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương rất quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ cả về chuyên môn nghiệp vụ và y đức, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử và tác phong thái độ khi giao tiếp với người bệnh. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều tấm gương thầy thuốc tận tâm với người bệnh, tận tụy với công việc. Thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân cũng đã áp dụng những cái tư tưởng của Hồ Chí Minh vào trong cái việc thực hiện ba cái mục tiêu cụ thể. Đây là mục tiêu thứ nhất, đây là thực hiện nâng cao đạo đức của người cán bộ y tế đối với việc chăm sóc bệnh nhân. Cái thứ hai là nâng cao thái độ phục vụ và chăm sóc bệnh nhân. Và cái thứ ba là chúng tôi áp dụng các kỹ thuật cao vào trong cái việc phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Chính kết quả khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và niềm tin yêu của người bệnh là thước đo tốt nhất cho việc thực hiện chỉ thị 05 cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương trong những năm vừa qua.